Tối qua, huyện Nghĩa Hành đã tổ chức hội thi múa lân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã đến dự. Tham gia hội thi có 12 đội lân đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là những đội lân đạt giải cao trong hội thi múa lân ở cơ sở. Mỗi đội thi thể hiện một bài múa lân không quá 7 phút, được dàn dựng công phu, kỹ năng biểu diễn điêu luyện, trang phục đẹp mắt. Hội thi múa lân là hoạt động văn hóa được huyện Nghĩa Hành tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các đội lân trong huyện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo không khí vui tươi cho trẻ em trên địa bàn huyện mỗi dịp Tết Trung Thu. Qua đó góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Dịp này, ban tổ chức trao 120 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền mặt, trị giá 110 triệu đồng, mang đến cho trẻ em trên địa bàn huyện một cái Tết Trung Thu ấm áp, ngập tràn yêu thương.